Ok. Summary. Summary, tính tóm tắt, tính sơ lược. Originally. Originally, nguyên thủy, từ ban đầu, độc đắc. Confidentiality. Confidentiality, sự bảo mật, sự đúng bí là, mật. Đúng là đọc là confidentiality. Confidentiality, sự bảo mật, sự bí mật. Tight. Tight, chặt, kín, khít. Remainder. Remainder, phần còn lại. Right away. Way. Right away, ngay lập tức. Guideline. Guideline, đường lối, chính sách. Come up with. Come up with, đưa ra ý tưởng. Take forever. Take forever, tốn nhiều thời gian. Sum up. Sum up, tổng kết. Stand for. Stand for, bảo vệ điều gì, ủng hộ điều gì. Sporty, có tính thể thao. Dependable. Dependable, có thể tin cậy. Come out well. Come out well, kết quả thuận lợi. Letterhead. Letterhead, lời tựa. Aspect. Aspect, khía cạnh. Timeliness. Timeliness, đúng thời điểm. Found. Found, thành lập, sáng lập. Be worth the trouble. Be worth the trouble, đáng, xứng đáng. Be used up. Be used up, dùng hết. Run down. Run down, báo cáo chi tiết. Pension plan. Pension plan, kế hoạch hưu trí. Mortgage. Mortgage, thế chấp. Autograph. Autograph, chữ viết. Graph. Rear. Rear, ngoài rìa, ở phía sau. Restriction. Restriction, sự hạn chế. Unused. Unused, không dùng. Overwhelming. Overwhelming, tràn ngập, áp đảo. Trace, theo dấu. Be impressed by. Be impressed by, bị ấn tượng bởi điều gì. Impressed by. Be impressed by. Be impressed by, bị ấn tượng bởi điều gì. Bid. Bid, hợp đồng, ký kết hợp đồng là bằng với contract đúng không? Contract, hợp đồng. Upcoming. Upcoming, sắp tới, sắp diễn ra. Signify, đánh dấu, cho biết, respected. Biểu hiện. Respected, được kính trọng. Bestow. Bestow, dành tặng, trao tặng. Anh đọc là bestow. Bestow, dành tặng, trao tặng. Loyal. Loyal. Loyal, trung thành. Achieve. Achieve, bằng với obtain. Skill, attain, đạt được, giành được. Entire. Entire, hoàn toàn, toàn bộ. Fairly. Fairly, khá là, khá khá. Landmark. Landmark, ranh giới, mốc, landmark 72 đấy ạ. Ranh giới mốc à. Tôi bắt đầu mốc 100 để cổ phiếu bay tập trưởng của nó.
700 cộng với lại cái này 400 là 1.100 rồi. Đủ rồi. Ok. 800 chứ 800 cộng 400 mình đây là Gần hai. hai rồi rồi mà cơ bản là ok đó. Chủ là cải thiện cái phần nghe đó thôi. Nghe huyện khó thật, tại vì như anh nghĩ tại sao anh nghe khó là vì nói thật là anh đọc để hiểu còn đang chậm thì làm sao anh nghe kịp được, đúng không? Rồi, từ đó thì cứ mở chậm chậm từ cho quen thôi. Vô nghe làm ào 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 ào. Nghe nói ào 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 thì mình cái người mình mới bắt đầu vô nghe chắc ngợp. Nhưng mà biết sao cái tính của người Việt Nam mình là rất là lạ lắm, có nghĩa là gì nè, giải thích kỹ á, thì dài dòng nghe chán, nói nhanh thì nghe không kịp. Thì đúng không, hợp lý đúng không? À, tên này. Hợp lý. Anh coi cái thằng mà nó vô một cái câu mà nó giải có tới 5-10 phút anh nghe sao kìa, nghe ớn chết. Rồi Thứ tư vẫn đi training đúng không? Vẫn học cái lớp training này đúng không bác? và em xong rồi nhưng mà em không có dạy. Thế không dạy nữa à? Em nghĩ là em nên gọi là stick lại dính vô cái TOEIC nó hay hơn, vì em rành cái TOEIC hơn, chứ mà dạy giao tiếp thì em không có chuyên môn. À. Mà cái kiểu của em không dạy giao tiếp được. À. Nó thì nó hơi kỳ chút xíu nhưng mà kiểu như là mình muốn mà có cái gì khác biệt thì mình phải vượt ra khỏi cái vùng an toàn của nghĩa là nếu mà em có, nếu mà em nói anh hờ là bây giờ em đang tính, vì sau khi em training trong cái lớp này đó em mới nhận ra một điều là em có thể dạy được một lớp đông người hơn để em kiếm được nhiều tiền hơn. Chứ mà nếu mà cái dạy kèm như thế này, mặc dù một người rất cao tiền, có thể anh là 6 triệu chứ bình thường em lấy tiếp viên không là 8 triệu lần. Thì mình vẫn cháy hết mình thôi, mình nhận tiền là mình phải cháy dạng gì. Đó thì mặc dù một người em lấy từ 6 đến 8 triệu, nó nhìn nó cao thiệt đó, nhưng mà có người à, nhưng mà em mở cái lớp em nhận một lần 6 người tới 10 người thì nó vẫn cao hơn anh một người Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. vậy. Nó còn nhiều cái lắm, ví dụ như là em anh đợt anh to anh chết. Nên lần này có nhiều học viên không biết? Chắc cũng được, thu nhập cũng ổng tốt hơn em mà, thu nhập À. ổng như cũng hàng chục triệu trở lên đó, chứ không có ít đâu. Em mà Nên đang cũng cũng gọi là kín lịch ấy ảnh là ổng tự lập, cho nên em mới ngày xưa là em kiểu như là vừa làm gì chơi, kiểu như là cũng sẽ lén thôi, nhỉ. mình có thời gian để mình chăm sóc người học của mình thôi. Còn em bây giờ nếu muốn thật sự muốn kiếm tiền là phải bỏ cái thời gian đó đi, là dạy học theo kiểu kiếm tiền nó khác. Đúng rồi, đúng rồi. Anh cũng thấy gì đúng không? Đương nhiên, anh biết mà. Dạy học theo kiểu kiếm tiền nó khác cái gì học theo kiểu mà vừa dạy vừa chơi giống em. Là em mà giờ mấy nay cũng suy nghĩ là tôi cũng tới tuổi lấy vợ rồi, là không có tiền lo cho vợ, nó kỳ. Cái mặc dù là mẹ nhà em không có thiếu đồ ăn, không thiếu ăn, nhưng mà kiểu như mình không có tiền mình lo mình cho vợ mình là kia, nó cũng kỳ. Thôi rồi mình phải kiếm, cố gắng mình làm gì không kiếm thêm. Chuyên môn TOEIC mai này là cái đai cái đề trong lĩnh vực TOEIC của Nha Trang rồi. Cũng có thể, hôm qua nếu mà anh để ý á, khi mà anh lớn, nếu mà anh lên mạng coi người ta hướng dẫn giả bách số 7, người ta giả rất lan man, kiểu như là cái dịch nóng nó rồi xong rồi rồi rồi, rồi sao nữa ta, Dịch hiểu logic bình thường là dịch hiểu xem xong đọc câu hỏi đối chiếu khoanh vào đúng không? Logic bình thường nhưng mà vấn đề là nó lâu, lâu đấy. khả năng của anh đọc, vấn đề là cái người coi người ta không có thấy nó lâu, em bản thân coi em không có đủ kiên nhẫn, một cái giả cái 5-3 câu mà hết mất tiếng hồ rồi,
Đúng rồi. Còn em giải cho anh là mười mấy câu đó là tốn của anh có khoảng có 30 phút rồi, là do mười mấy phút đầu tiên là anh em giới thiệu thôi. Giới thiệu. Đó thì nó nhanh, thì câu tốn của anh có 2 phút lại vô, và to the point là vô cái điểm chính rồi. Bây giờ như thế này, rồi anh thấy được cái màn hình bên này không, là Anh thấy rõ. rồi thì bây giờ nhiệm vụ của anh là từ từ đây. Lecture này có là buổi giảng, bài giảng đúng không? Học sinh đó, Theo này. học sinh ở Việt Nam đó, nó gọi là nó khó tính, khó chịu, khó chịu, kiểu như là dạy nhanh thì chơi dạy nhanh, mà dạy chậm thì cũng chơi dạy chậm, không biết đường nào. Đây, bài hạ đây. Đó thì em cứ em cố gắng em làm ra clip đó, là anh cứ coi tham khảo thôi. Có gì không hiểu thì sau này khi mà học, mình vô mà học thì em giải thích kỹ hơn thôi. Nói chung có coi trước Tận thì xem, tận xem. anh cứ quảng kém nhiệt tình giùm em là được. Cái người coi thì bỏ Yes. lớp mình dạy. Yes. Rồi, hai cái ba tư ra. Đặt câu hỏi đi, mà hỏi gì? Câu 32 là tại sao cái người đàn ông thì đã chọn cái cửa hàng tại cái store đấy? Tại sao ông chọn À, cái store? Tại sao ông chọn cửa hàng rồi tiếp? câu A là cái nhân viên thì rất là hữu Khỏi ích, khỏi có khỏi ích. khỏi 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 không còn còn không còn tiếp, không khỏi cũng dịch cái đó dịch sau. Bye bye đi anh. À ok. Cái câu 33 là người phụ nữ thì là yêu cầu cái gì? Bả đòi gì? Đòi gì đấy? Câu 34 là tại sao người đàn ông nói là anh ấy sẽ quay lại vào thời gian sau? Rồi, dịch ngắn hơn là gì? Tại sao người đàn ông nói là sẽ quay lại sau? Người đàn ông sẽ nói lý do người đàn ông quay lại Anh dịch chỉ sau. nói là vừa là cái ý nó hỏi là tại sao ổng quay lại sau. Đúng không? Tại sao ổng quay lại sau? Ba ý là Yes. tại sao ổng chọn cái shop? Mẹ đòi gì với tại sao ổng quay lại sau rồi nhớ thôi. Cố gắng là dịch rút gọn giùm em. Người anh dịch mày nó dài quá nhớ không có nổi. Trong cái 20 giây anh đâu làm anh đâu nhớ kịp đâu. Tiếp đâu. Hỏi đọc đi. Chào buổi chiều. Anh Tôi cứ là nhận, Robert. anh có thể nói nhẩm cũng được, còn mà bí thì kệ thôi. Chào buổi chiều, tôi là Robert. Tôi có một cái cuộc hẹn cho tôi có một cuộc hẹn check Check up là kiểm tra sức khỏe, Tôi có một check là kiểm tra lại, check up kiểm tra sức khỏe à? check là kiểm tra, check up là kiểm tra sức khỏe thôi. Tôi có một cái buổi hẹn kiểm tra sức khỏe với Dr. Sanchez lúc 1 giờ chiều. Vâng, tôi đã nhìn thấy tên của bạn ở trong cái danh sách. Chờ, anh chờ em tới, anh chờ em tới. Em có mẹ em gọi tới. Hồi nãy có lấy viên thuốc không mày? Đang dậy hả? Tưởng lấy rồi cho mẹ em thấy viên thuốc ở đây. Ok tiếp nè. Ủa anh có nghe mẹ em nói Có không vậy? Nhưng mà không, không nghe em nói đúng không? không Thôi giờ là phải tiếp rồi, ok lỡ thôi tiếp đi. quan Giờ là mẹ em kêu em uống thuốc sổ lỡ mà. gớm, lớn rồi vẫn quan tâm nhỉ. Giờ bà bẻ mua dư sao kêu em uống, còn dư thuốc uống cho hết. Unfortunately là gì nhỉ? Không may là Chưa học. Unfortunate. Đọc là như không nào nhỉ? không may là
unfortunate, cái âm tay là hoặc là có lẽ tôn là anh đọc là chờ luôn, unfortunately, unfortunately. Unfortunately, không may là bác sĩ thì đang chạy khoảng 20 phút sau cái lịch trình. Đây là gì? Buồn trễ. Thì ý là ông ấy là trễ 20 phút à? Vâng, đang đi chạy và khoảng 20 phút so với cái lúc 1 giờ là thành 1 giờ 20 mới gặp running, đúng không? Running late là running late nên là trễ rồi. Không có ý gì đâu, trễ rồi. Ông bị trễ sau 20 phút sau cái lịch. In that case là trong cái trường hợp này à? Exactly. Trong cái trường hợp này thì tôi better là tôi tốt hơn là gọi về văn phòng để cho họ biết tôi sẽ quay lại trễ hơn sự kỳ vọng à? Hơn dự kiến kỳ vọng. Tao dịch ngọt ngào rồi đó. một ngàn chữ là nó khác biệt hẳn rồi. Of course, đương nhiên rồi đúng không? Wow. Nhưng mà could you go to the cafe? Bạn có thể đi xuống ở cái quầy cafeteria ở trên cafeteria cái tầng là cái canteen. Canteen đấy. On the first floor là ở trên cái tầng mộ đầu tiên để lấy nó. Đúng không? That, làm cái chuyện đó, làm chuyện đó là chuyện gì? Chuyện là lấy đi xuống tầng canteen này để ấy. Không. Chuyện đó là call my office đó. Cái chuyện là có đây. Ông này thì trong trường hợp này tôi muốn gọi điện về văn phòng bây giờ đúng không? Ok. Rather này là hơi một chút đúng hơn là đúng không? Chúng tôi cái trong thì... cái cộng này là we rather, nó là would rather, tôi muốn mà. We would rather nó phải đê đó, viết tắt. We rather là trong trường hợp này anh tôi chỉ là muốn cũng được. Tôi muốn rằng bạn make phone là lấy cho tôi cái điện thoại. Make ở call, đây. Make phone calls là thực hiện việc gọi điện thôi. Gọi điện, nói chung là gọi điện. Tôi muốn bạn thực hiện cái việc gọi điện ở đây. Đích trong cái phòng chờ này. Đích đần. Không thực hiện. Tôi muốn rằng bạn không thực hiện cái cuộc gọi điện ở đây, ở trong cái phòng chờ. Đúng chờ. Không? Wow. Ý của bà này là mày xuống cái quầy cà phê mà gọi, chứ không phải gọi ở tại cái chờ bác sĩ này luôn. Câu mình đang giải cái đề này vậy. Cái số 2 à? Này bắt. Ok. Đây tiếp. Đọc qua tới số 3 này. Ok rồi đó, bài 2 bài 3 tôi đọc xong chọn luôn nha. Và hai là cái nơi nào mà có khả năng nhất là người nói đang nói thì ở đây sẽ là câu C, in a medical clinic, tại một cái phòng khám. Câu 33 là cái đề mà người phụ nữ đang đề cập tới, một cuộc hẹn sẽ bắt đầu kỳ vọng, đáp án sẽ là A. Câu 33 là cái gì mà người phụ nữ yêu cầu là người đàn ông làm, đáp án sẽ là câu C, make a call from another location, là thực hiện một cuộc gọi ở cái vị trí khác. Exact. Thấy không? Mọi nhớ được cảm chọn thôi, đâu còn gì đâu. Đó đó, hết rồi đó. Không, chữ nghĩa cũng đủ rồi, đâu còn thiếu gì đâu. Đọc thì hiểu mà, nhưng mà mỗi tuổi thế này hôm cho anh mới nói phát là ví dụ nghe clip, anh để ở 0.75 hoặc 0.5 và để phụ đề là anh làm được, mà không có là không làm được. Thì nghe quen rồi mình tăng tốc lên thôi, cứ từ từ. Thì cũng giống như là em giờ là lúc hồi sáng em đi nhập yến về bán cái bà mà thầu cho em kêu từ từ chứ. Mới đầu thì nó không có khách thì từ từ nó quen, nó lên. Vậy cái gì thôi, cái gì trước lại sau quen. Chứ làm sao mà cái một lên được rồi, không có đâu. Yes. Rồi 35 đã bảo ấy cho. Đọc câu hỏi, chọn đáp án. Cái gì mà người phụ nữ đang cố gắng lấy? Ngắn hơn là 35. Người phụ nữ muốn lấy gì? Người phụ nữ là lấy đang lấy gì? Cố gắng lấy gì?
À, bà cố lấy gì tiếp? Bả, woman là người phụ nữ, bả chữ dùng cho bả trái nha. What has caused? Cái vấn đề Vấn đề gì là thôi? cái gì? Vấn đề là gì? Cái người đàn ông đề nghị gì? Đề nghị làm gì? Ông này đề nghị làm cái gì? Rồi đó, nhớ câu hỏi đọc đi. Tôi là Sardabaring và tôi recently là gần đây đúng không? Còn. Apply là đã nộp đơn vào một cái, đã đăng ký một cái thẻ tín dụng với bạn. Tôi thì still là vẫn. Tôi thì vẫn không có hear. Hear này là nghe. Hear, heard, heard là nghe của cục mai của thằng hear. Tôi vẫn chưa có nghe hay là biết được thông tin đó. Whether là gì phát nhỉ? Có hay không? Okay. Tôi vẫn chưa nghe là có hay không cái việc. Cả tôi thì đã được duyệt cho cái cạc này chưa đúng không? Rồi, chúc xét tiếp rồi. Tôi xin lỗi Mr. Brody. Để tôi kiểm tra cái đoạn ghi âm của bạn. Record sửa hồ sơ. Trong trường hợp bạn dịch hồ sơ. Để tôi kiểm tra hồ sơ của bạn. Bạn có nhớ khi bạn xác nhận cái đơn này. Submit là nộp. Nộp cái đơn này. Vâng. Tôi không nhớ exact cái ngày chính xác. Tôi không nhớ ngày chính xác. Nhưng nó là về khoảng một tháng trước. Tôi gửi bằng email. Mail thôi, cho qua email. Email là thư điện tử, còn mail là thư thường. Thư thường. Ok. Unfortunately này là không may là phát bảo, không may là nó thì trông có vẻ là chúng tôi đã không nhận được cái đơn của bạn. Nhưng chúng tôi có thể hoàn toàn hoàn thành cái đơn của bạn thông qua cái điện thoại. Tôi có thể đặt cái thông tin của bạn theo hướng directly là trực tiếp. Tôi có thể đặt cái thông tin của bạn trực tiếp into là vào cái máy tính và rằng thì nó thì sẽ là quá trình cái chữ process thay nghĩa quá trình hoặc xử lý. It will be processed right away là nó có thể sẽ được xử lý ngay. Right away nó thì sẽ được xử lý ngay đúng không? Giờ bây giờ em đưa cái đoạn ghi âm này cho anh coi xem bắt đầu lắm. Vô dịch một. Rồi chọn bài đi. Cái phụ nữ đang cố gắng làm gì thì câu C là đáp án đúng. A credit card. Cái vấn đề ở đây là gì? Đó là a document did not arrive, là một cái tài liệu không nhận được. Cái người đàn ông đề nghị gì thì đấy là tìm kiếm một instruction trên website complete an application by phone, là hoàn thành một cái đơn bằng cái điện thoại. Đó gì đó thôi, dễ mà. Đó là vấn đề của anh không phải là không còn là từ vựng nữa. Mà nó còn là nghe được hay không thôi. Đúng rồi. Rồi, dịch 38 tới 40 rồi. 38 là cái người nói thì đang thảo luận ý chính là gì, tức là ý chính người nói đang muốn đề cập là cái gì. Dịch sáng hơn đi. Người nói muốn nói cái gì? Họ bàn gì? Họ bàn gì? Câu 39 là người phụ nữ thì đề nghị cái gì? Đề nghị làm gì? Bà đề nghị cái gì? Bà khuyên gì? Hoặc là đề nghị cũng được. Rồi tiếp ra. Dịch thôi. Người đàn ông họ. Người đàn ông này thì nói sẽ làm cái gì? Ông làm gì? Ông nói ông làm gì? Ông sẽ làm gì thôi. Rồi, bà ấy, họ bàn gì, bà khuyên gì, ông sẽ làm gì, đọc đi anh. Chào Lisa. Tôi thì đã chỉ gửi một cái email rằng God, là God là lấy được hoặc là nhận được. Tôi thì đã nhận được một cái email rằng cái khách hàng của chúng ta từ Singapore thì sẽ tham dự một cái buổi họp tại New York, cái hội thảo tại New York vào
at the end of the month, vào cuối tháng. Họ thì đang phân vân nếu họ có thể thăm văn phòng của chúng ta. Since là bởi vì, đúng không? Vì họ là sẵn sàng để ready là sẵn sàng, already là đã rồi, là họ đã ở trong cái khu vực rồi. Họ đã ở trong cái khu vực này rồi. Rồi, chính xác rồi, tiếp nào. Ồ, cái nó thì sẽ làm opportunity là cái gì nhỉ? Opportunity là cơ hội. Ồ, chắc là cơ. Từ này chưa học hết ạ. Opportunity, không biết em gõ đúng cái tài liệu chắc là. Opportunity. Có rồi, có thì gọi vô. Cái opportunity cũng hay gặp nha. À thế à? Cơ hội thì cơ hội này thì cái chance là cũng cơ hội đúng không? Nó là một cái cơ hội tốt để cho thấy cái app điện thoại mới mà chúng ta thiết kế cho họ. Bạn có nghĩ cái team thiết kế cần kết thúc cái trong cái thời gian này không? In time là kết thúc. In time đúng không? Đúng giờ là kết thúc. Thế là bạn có nghĩ rằng cái team thiết kế có thể kết thúc đúng giờ không, kịp lúc không? Tôi nghĩ vậy, nhưng mà nó thì sẽ tốt hơn nếu nói với team thiết kế right away, đúng ngay lập tức. Right away, ngay lập tức, rằng họ sẽ gì moving up, là rời cái deadline của họ. We là chúng ta. Chúng tôi sẽ di chuyển cái deadline của họ, rằng nó sẵn sàng đúng giờ cho khách hàng đến thăm. Họ nghĩ họ có nhiều thời gian để hoàn thiện công việc hơn. Cái ý chính đã thảo luận là câu A, a client visits, là những khách hàng đến thăm. Người phụ nữ đề xuất cái gì là presenting a product design, trình bày một cái sản phẩm mới. Presenting hay present đúng không Phát, hoặc là presenting đúng không? Present là nghĩa danh từ, present nghĩa động từ. Present là thuyết trình đúng không? Trình bày đưa ra trình bày. Present là hiện tại à? Hiện tại present. Món quà hiện tại. Cái người đàn ông thì sẽ nói sẽ làm gì, đấy là reserve a meeting Zoom, là đặt một cuộc họp, prepare a financial statement, là chuẩn bị một cái phát biểu về tài chính. Statement ok, bằng cái chữ report, báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính, post, đăng một cái thông tin trên website và thông báo một cái group, thì đáp án sẽ là A, reserve a meeting room đúng không? Có lại rồi. Chưa có đọc hết mà đã chọn rồi. Thông báo một cái group. Câu D, thông báo một cái group là một cái thời hạn mới. Đúng không? Deadline. Đúng rồi đó. 41 xuống 3. Em giờ dậy sướng, anh ngồi làm hết thôi, em ngồi coi thôi cái gì đâu. Cái propose là đề xuất đúng không? Purpose, propose là đề xuất, là purpose là mục đích. Purpose, mục đích. Cái mục đích mà người đàn ông đến thăm.
là cái gì? Cái nghề nghiệp của người đàn ông là gì? Và cái người phụ nữ thì khuyên người đàn ông làm cái gì? Rồi, rút ngắn được chưa? Có rút ngắn, có tự rút ngắn được không? Tự được. Rồi đó, rồi tự làm luôn ra. Tôi thì đang tìm kiếm một cái để mua một cái phương tiện vận chuyển khác cho catering business. Catering là gì nhỉ? Catering. Cái từ này có phải là người cung cấp lương thực thực phẩm không? Đó là cái công thì business là vậy, cái việc làm ăn cung cấp thực phẩm thôi. Catering. Tôi đang tìm kiếm một cái phương tiện vận chuyển cho cái kinh doanh lương thực thực phẩm. OneJust nó thì sẽ giữ thức ăn nóng hoặc lạnh. Dù bạn có đến cái địa chỉ bây giờ, bạn đến cái địa chỉ bây giờ, chúng tôi có một right place. Place là cái chỗ, right là đúng chỗ, tới đúng chỗ đó. Bạn đã tới đúng chỗ. Chúng tôi có nhiều phương tiện rằng sẽ suit your needs, là vừa với cả bạn cần. Nhu cầu đó, needs giờ dịch là nhu cầu thôi, cần là nhu cầu đó. Và họ thì có bao include là bao gồm. Đây là cái gì? Không phải họ đâu. Chúng. Chúng thì tất cả bao gồm heating là gì nhỉ? Heating là nóng. Làm nóng và refrigeration. Refrigeration là làm lạnh. Compartments là cái khoang, cái ngăn, các khoang nóng, khoang lạnh. Ba từ đấy đều không biết. Tốt, nhưng cái thực phẩm thực phẩm của tôi thì được đặt thường xuyên qua trời catering orders, đơn hàng về giao thực phẩm đó. Tốt, nhưng đơn hàng về giao thực phẩm thì là thường xuyên là quieter này gì nhỉ, quên rồi. Quieter là khá là nhỏ. Quieter là khá nhỏ. Là cái đơn hàng khá đó, là nhỏ. Nó không có nhiều đâu. Nhưng mà tôi thì không cần sâu là bất đẹp. Kỳ cái tôi thì vậy nên tôi không cần cái điều gì mà quá lớn. Cái gì mà quá lớn. Đó, tiếp ra. Truck này là cái con tàu à? Truck là cái xe tải đó. À, xe tải. Từ này học rồi như quên. Chưa học. Anh học cái chữ van. Truck này bên Toto như học rồi. Toto rất đi học rồi. Cái xe tải của chúng tôi thì là compact. Compact này chưa học. Compact là nhỏ. Cũng là nhỏ à? Cái xe tải của chúng tôi thì cũng khá là nhỏ. Quite lúc nãy cũng là khá đúng không? Vâng. Khá là nhỏ. Chúng tôi có một vài cái bãi đỗ xe, lốt đỗ xe. Siêu là có một vài cái xe đó ở trong cái bãi đỗ xe. Có một vài cái xe trong bãi đỗ xe. Tại sao bạn không chọn một cái để lái ra ngoài? Rồi, chọn ra. Cái người đàn ông đề nghị à? Cái điều gì mà người đàn ông đề nghị đến thăm? Ông tới là làm gì? To drop off some merchandise, to make a purchase, to repair some equipment, to request a refund. Là để câu B là đáp án đúng không?
repairs, repairs, drop some trên đây. Drop là gì nhỉ? Thải hàng thôi, giao một số cái mặt hàng. Take a purchase. Take a purchase là gì? Lấy mà make a purchase lấy một vài hàng hóa. Make a purchase là thực hiện một cái việc mua hàng. À, thực hiện công việc mua hàng à? Ông thế thì ơi. Đáp án C là đúng. À, nhớ nha, purchase là mua hàng hoặc là hàng đó. Purchase đó. Mình học rồi mà. Merchandise. Học hết rồi. Tiếp đây. Cái điều gì mà nghề của người đàn ông là gì? Thì là ông này chính là caterer. Người cung cấp lương thực thực phẩm. Caterer, người cung cấp lương thực thực phẩm. Cái người phụ nữ thì khuyên người đàn ông làm gì? Speak to là nói với một quản lý giám sát. Park in a different location là đỗ xe ở một cái vị trí khác. Copy một cái hóa đơn. Đây là đáp án đúng. Chà. Lái một cái phương tiện. Dạy học cũng tương đối nhẹ. Nhẹ nhưng mà không có ăn thôi. Cái họ thì đang thảo luận là cái gì? Câu 45 là Freaker Advice Document. Advice này là khuyên đúng không? Khuyên luôn. Hả? Khuyên luôn đó, đúng rồi đó. Advice. Khuyên hoặc là đóng góp đúng không? Khuyên. Còn advice mà thay chữ S bằng chữ C thì đọc là mình dịch là advice là lời khuyên. Mình dịch là gì? Lời khuyên. Advice thay chữ S bằng chữ C là lời khuyên. Advice còn nếu khuyên, ok. Thế là cái điều gì mà ông Frederick khuyên người phụ nữ làm? À, thì kêu là ông khuyên cái gì thôi được. Không cần phải rõ được, mình biết người ta khuyên cái gì được. Họ bàn gì, ông Frederick khuyên gì rồi gì nữa. Và ông Frederick này thì nói là ông phấn khích về cái gì? À, Frederick phấn khích cái gì? Rồi gì thôi. Biết ra. This has been a productive meeting. Đây là một cuộc họp về cái sản phẩm. Cảm ơn bạn. Productive meeting, productive có nghĩa là kiểu như là có kết quả hoặc là kiểu như là có năng suất là tốt anh. Còn production hay là product thì mới là sản phẩm. Còn productive là có hiệu quả, có năng suất. À, ok, tức là đây là một cái cuộc họp mà năng suất hiệu quả. Có hiệu quả cái là cái cho ra kết quả tốt. Cảm ơn hai bác boss này là cả hai đúng không? Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến để thảo luận về cái dự án xây dựng Oakland này. Frederick chỉ đã hoàn thành terrific cái gì vậy nhỉ? Terrific là tuyệt vời bằng chữ great. À đây. Frederick thì đã hoàn thành cái công việc tuyệt vời với cái dự án khá là xa. So far là tới giờ này. À tới giờ. Thế là Frederick thì đã hoàn thành cái công việc tuyệt vời với cái dự án cho đến lúc này. Và tôi thì thực sự tìm kiếm cái mong đợi. Take over này là take over này là xảy ra. Từ đây, ở đây đây à? Take over là tiếp quản, thay thế ai làm cái gì? À, take over thay thế ai làm gì? Quên mất. Học rồi. Quên thì đảo lại thêm lần nữa. Tiếp đây. Tại vì anh take over và take play hay nhầm với nhau. Take place là diễn ra. Xảy ra.
Thế là tôi thì thật sự tìm kiếm, mong đợi là look forward thay to thế. Tôi rất là gì? Anh nào đây là cũng đâu gì? Look forward to là rất là mong đợi. Mong đợi, mong chờ là thay thế từ đây đúng không? Wow, tiếp quản từ đây. Predict là có bất kỳ điều gì mà Michele thì cần lúc này, cần bây giờ, cần biết, now, cần biết, cần biết, no là biết, cần biết. Ý là có cái điều gì, hỏi ông Frederick là có điều gì mà bà này cần biết không? Just one more thing là chỉ có một điều, là cái khách hàng thì muốn tất cả cộng đồng viết là communication là cái việc giao tiếp, sự giao tiếp, sự giao tiếp. Thế là có một điều là tất cả khách hàng muốn sự giao tiếp ở trong cái bài viết này. In writing là bằng văn bản, cái là cái việc mà trao đổi qua lại thì nó cần phải có cái văn bản. Đây đang viết in writing đúng không? In writing cũng hay gặp trong đời. Bằng văn bản à? Đó. Thế ý là chỉ một điều thôi, là tất cả khách hàng thì muốn tất cả cái cuộc giao tiếp thì đều bằng văn bản đúng không? À. Ý là không nói mồm mà phải nói bằng văn bản. À. Rằng vâng, make sure là chắc chắn bạn sẽ gửi một cái thư xác nhận bất kỳ điều mà bạn thảo luận over the phone or qua điện thoại. Qua điện thoại hoặc là in person là gặp trực tiếp. À. Got it là tốt. So, Faki, got it là nghe, hiểu rồi. Got it là hiểu rồi. Đã hiểu rồi. Frederick, tôi nghe bạn sẽ làm việc overseas, là làm việc liên tục. Overseas là ra nước ngoài đó. Overseas là ra nước ngoài. Anh overseas, seas, anh có thể dùng cái chữ tiếng Việt anh nhớ là overseas là hải ngoại đó. Hải, overseas là hải đúng không? Over là hơn. Ngoài, hải ngoại, là việc ở ngoài nước. Ok. Tức là bà McKinley này là bà ấy, là thay ông Frederick này, vì ông Frederick này đi ra nước ngoài làm. Vâng, cái dự án tiếp theo, xây dựng tiếp theo của tôi thì ở tòa nhà Cape, nơi mà Cape Town thì tên riêng, đang không cần dịch. Nơi mà phấn khích vì tôi, which is, cái điều đó thì nó thú vị, nó thích thì sao? Bởi vậy đều có phấn khích vì tôi không bao giờ phải đến South Africa trước đó, vì tôi chưa bao giờ đến trước đó. Chính xác rồi, chọn đâu. Họ đã thảo luận về điều gì, tức là change a leader of a project là đáp án đúng, thay đổi một cái lãnh đạo của cái dự án này. Yep. Câu 42 là ông phê khuyên người phụ nữ cái gì, thì là gửi một cái xác nhận qua email, đáp án B là đáp án đúng. Cái ông Frederick này nói ông phấn khích vì điều gì với ông ấy. Câu D là đáp án đúng, working in another country là làm việc ở một cái quốc gia khác. Check. 47 đến 49 nào. Cái người nói có thể nhất là cái người phụ nữ, cái người nói có khả năng nhất là người phụ nữ. Cái người phụ nữ có khả năng nhất là ai? Bé là ai? Rồi. Tại sao người đàn ông lại thăm cái văn phòng? Ông đến đây làm gì? Cái người phụ nữ imply là đề cập vào phát. Ám chỉ. Ám chỉ. Cái người phụ nữ ám chỉ khi cô ấy nói Mr. Len trong một cái cuộc họp với khách hàng ngay bây giờ, lúc này. 47, 49 là chào mừng Lê Man. Chào mừng đến với văn phòng luật. Lê Man.
Tôi có thể giúp bạn cái điều gì? Tôi với Hanover Express thì đi mua sắm, Không, cái tên riêng đó, vận gửi chuyển. tên riêng khỏi dịch. Thì dropshipping là cái nơi mà chuyển hàng thôi gì đó. Tôi và tôi có một cái hành lý ở đây cho cái ông Lehman. Bạn có sẵn sàng để ký vào cái mẫu này không? Nè, package là cái gói hàng đó. Ký EC đấy mà ông chứ Lehman. đâu phải là bạn đâu, nó phải you mới đúng, cái này EC mà. Anh có sẵn sàng. Anh này là ai? Anh này là cái ông văn phòng, đại diện cái văn phòng Lehman này này. Ông đó, ông Dennis Lehman đó, rồi tiếp ra. Tôi có thể Ông có sẵn sàng để tôi mà ký cái, ông có sẵn để mà ký cái phong không? tôi có thể ký cho thay cho anh ấy nếu điều này là đúng. Xin lỗi, cái kiện hàng này thì chỉ được ký bởi ông Lehman thôi, chính bản thân ông ấy thôi. Vâng, thì Mr. Lehman thì đang họp với khách hàng ngay bây giờ. Vâng, thế thì tôi sẽ ghé lại sau. Đúng phát. Chính xác rồi, tiếp rồi. Ok. Bây giờ trả lời à? Vâng, mọi vâng. Câu 47 là người phụ nữ có thể gọi nhất là ai, là một cái người phụ nữ có thể nhất là ai, là một cái a post office clerk, một cái nhân viên chuyển phát Khớp gọi là việc văn của phòng không? văn phòng bưu điện. Sai, đúng. Ông này chuyển phát mà. Ừ, nhưng mà không đúng. Không đúng á. Anh coi này, cái người à, cái khi mà cái động văn đó là cái W là woman, là người phụ nữ, M là man, nam. Rồi đọc lại kỹ cho anh, Welcome to là cái bài đó đó. Lehman là à. Rồi rồi rồi, bà này là bà để nói là, tức là cái ông M men này là gọi đến gọi điện à, chứ không phải là đến trực tiếp à? Đâu, ổng tới trực tiếp mà ổng nói là ổng với cái thằng shipping này thì ổng có kiện hàng dành trong Lehman, mà ổng tới cái văn phòng mà. Ông tới thì thế thì là một cái reception office à. Sale associate, một cái người bán hàng đúng không? Một Sai. cái một sai á. Sẽ là cộng tác viên bán hàng, nhưng trong trường hợp này có liên quan gì đâu, ông này ông đi, ông là shipper mà. Còn mà cái câu hỏi là hỏi về phụ nữ mà, anh nói cái ông là chị. Người phụ nữ thì là một nhân viên lễ tân, an office receptionist. Anh đang nhầm người đàn ông, đâu phải người phụ nữ. Ừ, Ok, thì đó. C là đúng rồi. Tại sao người đàn ông thì là đến cái văn phòng này thì là để make a delivery, để thực hiện một cái công việc vận chuyển. Là giao hàng tiếp ra. Cái điều gì mà người phụ nữ ám chỉ khi anh ấy, cô ấy nói là đang cuộc họp, thì ý muốn nói là Mr. Lehman thì đang cần một cuộc họp, không thể sử dụng một lần nữa. Câu C, Mr. Lehman thì bây giờ đang không sẵn. Rồi, chính xác. 50 tới 52 rồi. Cái vấn đề mà người đàn ông đang đề cập đến, cái người phụ nữ thì gợi ý để khuyên dùng cái đồng nghiệp là cái gì, đồng nghiệp của cô là gì, bà lại bà khuyên đồng nghiệp cái gì, cái người đàn ông yêu cầu người phụ nữ làm gì, Người đàn ông là sao? ổng, là bà phụ nữ là bé cho nó lẹ mà. Cô tôi gọi điện để đặt chỗ cho tôi gọi đã gọi điện để đặt đặt chỗ ngồi cho người chơi chúng tôi The muốn. play là vở kịch. Vở kịch rồi, ok, học rồi. Vở lấy vở kịch. Vở lấy học rồi phát ạ. Vâng, em biết, tích lại danh học.
đăng. Tôi gọi điện để đặt chỗ cho cái vở kịch mà chúng tôi muốn lấy cho đồng nghiệp của tôi, đặt cho đồng nghiệp của tôi từ Paris, nhưng mà họ không có vé ở bên trái à? Thì họ hết vé rồi, không còn cái left. Left là cái cột 2, cột 3, cột 9, leave. Left là bây giờ nó nghĩa là còn lại đó. Left bây giờ là còn lại, sót lại. Không, ý là không có còn đó. Để lại. Leave, left, left đúng không? Còn lại, sót lại. Là cột 2, cột 3, cột L, E, A, V, E đúng không? Leave. Leave để lại đó anh. Leave để lại. Thì bây giờ không còn cái vé nào để lại hết, cái là hết rồi. Ok. Bạn có bất ý tưởng gì cho cái hoạt động này không? Đúng không? Vâng. Oh, that's too bad. Nó không tệ. Too rất là tệ. Too là khá tệ đó. Nó khá là tệ. Cái thời tiết thì suppose, đề xuất, đề nghị đúng không? Be supposed to, đáng lẽ ra phải là cái thời tiết thì đáng lẽ ra là rất là đẹp cho vào cuối tuần này. Họ làm thế nào để how about là còn về việc taking về them, là đem đưa họ đi. Còn về việc đưa họ đi ra ngoài ăn tối tại cái nhà hàng Harbert thì sao? Nó ở trên một cái nó là ở trên cruise này là thực nhà hàng. Anh không biết chữ cruise sẽ có không sao, anh biết chữ ship là nó trên cái tàu hay gì đâu. Cruise là một cái tàu. Nó trên một cái tàu ở phía trước sông. Và họ thì đã ai, có ai, người ai là tôi anh. Và tôi thì đã có người và tôi đã có người đưa họ. Tôi đã đưa đấy. Đưa người ta tới đó lúc trước rồi. Tôi đã đưa người ta đến trước đó rồi. Heard này lúc nãy phát bảo là gì nhỉ, quên mất rồi. He heard là nghe đúng không? Wow. Tôi nghe một con tàu à? Yeah. Tôi nghe một con tàu và cái view của thành phố từ con sông thì đáng lẽ ra là spectacular là gì nhỉ? Spectacular là hùng vĩ hay là ngoạn mục? Tôi nghe cái con tàu này và cái view của nó thì nhìn từ sông thì rất là đáng lẽ ra là hùng vĩ. Bạn có muốn tìm kiếm? Chứ mai là bạn có phiền để mình tìm kiếm. Bạn có phiền tìm hiểu? Nó có chữ find out, cầm find out là tìm hiểu anh. Finding hay là find out, tìm hiểu hết đúng không? Không. Bạn có phiền cái tìm hiểu bao nhiêu cái chi phí, cái giá của bữa tối ở trên tàu? Chính xác. Đúng rồi. Tức là đi ăn trên tàu á. Cái vấn đề mà người đàn ông đang đề cập tới là cái gì? Một cái event câu C, an event is sold out, sold out. Sold out là bán hết rồi, bán sạch rồi đó. Tiếp ra. Một cái sự kiện đã được bán hết. Câu 51 là người phụ nữ đề nghị đồng nghiệp cái gì là a dinner on a boat. Boat. Một cái bữa tối ở trên boat là con tàu à? Cũng là con tàu à? Chắc. Người đàn ông thì
yêu cầu người phụ nữ làm gì, tức là liên hệ đại lý, nghiên cứu giá, research pricing information là nghiên cứu thông tin về giá. Rồi, ok, bây giờ cũng 9 giờ rồi. Anh muốn sửa thêm một câu nữa không? Hay là sửa cho tới câu 70 luôn? Cho sửa câu nữa được phải ạ. Okay, thì rồi. Thôi. 53 cho tới 55 đi không? Ok. Theo như người đàn ông thì cái kéo kéo sang anh không không được happen à? Theo như người đàn ông thì cái điều gì sẽ xảy ra vào năm tới? Ok, dặn anh cái này nè. Khi mà nó cho anh một cái thông tin cụ thể như là next year đó, chắc chắn trong bài nó sẽ nhắc tới cái điều next year. Anh nghe được, anh làm được. Ví dụ như cái gì on next year này đúng không? À. Anh nghe tới cái chữ next year là thấy cái đấy hả? Cái người Zoko thì đề nghị cái gì? Zoko. Và Zoko thì đồng ý làm gì? Cái đồ vật cuối cùng ở trong cái ngôi đền ở Senda này phải có đền đúng không nhỉ? Thật câu ra đó là cái đền, còn agenda là cái nghị trình. Cái đồ vật cuối cùng ở trong cái nghị trình vào năm tới renovation là renovate là cái gì quên rồi, tu sửa chỉnh sửa. Cái đồ vật cuối cùng ở chợ, cái đồ vật cuối cùng ở trong cái đơn nghị trình, trong cái đơn nghị trình vào anh chầm đâu năm... cái này anh đọc cái chỗ này đâu rồi. Đấy. Item này là cái đúng là cái vật này, nhưng mà trong trường hợp này cái dịch là cho em là cái chủ đề. Chủ đề ấy hả? Ờ. Cái chủ đề cuối cùng ở trong cái đơn nghị trình. Cái nghị trình. Vào năm tới thì được chỉnh sửa ở văn phòng à? Thì cái chủ đề trong cái nghị trình tiếp theo của năm tiếp theo là sẽ là gì? Là sự điều chỉnh ở văn phòng thôi, sự tu sửa ở văn phòng. Cái rồi ok, cái sự tu sửa thì sẽ là tốt sắp sen sổ, không biết nghĩa là gì. Substantial là lớn, nhiều hay là quan trọng, cái chỗ này cũng hay gặp nữa. Em có nốt cho anh rồi, mình chưa học thôi, có nốt rồi mà bây giờ gặp rồi này, gặp lại lần nữa rồi. Lớn nhiều quan trọng. Thế nên cái sự tu sửa thì sẽ là quan trọng, tốt nhất là quan trọng đúng không? PT là khá quan trọng. Khá quan trọng. Chúng tôi thì không be able to là không be able to, quên rồi nhỉ? Be able to là đâu? Có khả năng. Mà want be able to là không có khả năng. Chúng tôi thì không có khả năng để giữ khách hàng để giữ khách hàng trong cái cuộc họp trong suốt cái thời gian này. Có ai có cái đề nghị gì không? Lăn chuột xuống đi phát. Ok. Đúng không? Zoko và tôi thì thảo luận cái sớm, và anh ấy thì đã đề cập về cái quảng cáo, về một cái chương trình quảng cáo anh ấy nhìn thấy vào buổi sáng ở trên cái tờ báo. Cái điều gì mà anh ấy nói lại, đã nói lại đúng không? Tốt, nó thì nhìn có vẻ look like là trông có vẻ, nó trông có vẻ là có một cái địa chỉ không xa từ đây gọi place là cái chỗ, không phải địa chỉ đâu, cái chỗ, cái nơi, cái chỗ. Nó trông có vẻ nó thì trông có vẻ là có một cái nơi mà không xa ở từ đây gọi đến venue, gọi là được gọi là Andrew được thôi. gọi là open venue solution
Own là gì, quyền phát này. Own là sở hữu. À, owner là đúng không? Quyền sở hữu đúng không? Luật sở hữu. Rồi anh chọn cái nghĩa động từ chắc là chưa học rồi. À, có học rồi. Của riêng ai này? Own là của riêng này, sở hữu riêng. Nó được sở hữu bởi. Ừ. Họ own the building. Rồi, thì họ được sở, họ sở hữu cái tòa nhà xây dựng và họ thì cho thuê các cái phòng họp ở bên ngoài. Tôi nghĩ cái điều này là cần thiết để làm việc với họ, với chúng work, tôi. Work for us là work là phù hợp, hoặc là work là phù hợp thành công đó. Trong trường hợp này là phù hợp. Tôi nghĩ là cái điều này phù hợp cho chúng ta. Ok, bạn có thể đi đến đấy từ lúc chiều nay và nhìn một vòng. Ừ. Chắc chắn rồi, tôi thì sẽ làm cái điều đấy. Theo như người đàn ông thì cái chuyện gì sẽ xảy vào năm tới thì đáp án sẽ là một cái văn phòng thì sẽ được sửa, thì đáp án D là an office will be renovate. Tiếp ra. Cái ông Joko đề nghị cái gì thì đáp án sẽ là use online advertising, sử dụng một cái bài quảng cáo online. Tiếp. Cái ông Joko này đồng ý làm gì thì là ông ấy đồng ý là investigate a location. Invest là đầu tư vào một cái investigate không invest lúc mà đầu tư investigate có nghĩa là điều tra. Investment là đầu tư đúng không? Investigate thì đáp án là điều tra một cái vị trí, là đáp án đúng. A. Rồi xong rồi, để anh nốt lại cái này đã. Mà bữa nay là rồi, cái bảng điểm danh là nó hết rồi, nó hết chỗ nó điền rồi đó. Đây là ngày gì sao vậy? Thì nói chung là cái bảng cái điểm danh của em thì nó hết chỗ điền rồi, thì em phải tạo ra thêm thôi. Nói chung là ý em là tụi mình học cũng nhiều, quá nhiều rồi đó. Rồi hỏi anh này, rồi chờ tí, đã sửa lên 55 số 2 hả? Cái test số 2 đúng không anh? Không biết có test 1, test 2 là cái gì. Sai rồi, cái này là test số 2. Rồi, em hỏi một câu nha. Ví yes. dụ là lúc mà anh đọc xong rồi anh biết cái ý đó là gì, anh vô anh rè nó bán nhanh không? Cần, anh có cần phải dịch nhiều không? Nên là cái thao tác là anh vô anh rè cái chỗ mà anh nghĩ là đúng, hay là anh phải dịch hết rồi anh mới rè? Anh dịch hết rồi anh mới chọn. Thực ra thì nãy giờ anh vẫn dịch xong. Tức là nếu như theo cách nãy giờ ấy thì là phát cho anh dịch đề bài đúng không? Sau đấy thì cho anh vẫn ý là, dịch cái ý là cái đoạn văn anh dịch xong rồi đó, anh hiểu cái hiểu ngữ cảnh rồi đó. Khi mà anh quay trở lại, khi mà anh quay trở lại anh làm á, anh có nghĩa là anh có cần phải dịch tất cả cái đáp án ABCD hay là anh rè? Không không. Anh lướt qua nhanh cái là anh hiểu luôn, bởi vì lúc anh hiểu ngữ cảnh nó nói cái gì rồi. Đó thì đó là tại sao, gọi là đó là cách, là đó là lý do tại sao mà anh em làm cái bát số 7 nó lẹ thế nào đó. Anh biết con kiếm nhưng vô rè lẹ lắm. Tức là anh hiểu được cái đoạn văn này nó làm gì rồi đúng không? Anh quay sang nhìn câu 53. Ok, mày đang cần sửa văn phòng D. Rồi là xong, ông ấy đề nghị gì là một cái bài quảng cáo A. Không cần đọc những cái sau nữa. Đó là cái đó là anh cho nên bây giờ anh hình dung được là tại sao mình có khả năng mình làm nhanh. Là nó có lý do mình biết mình làm cái gì là lẹ lắm. Như ví dụ như mà anh vô mà không có biết cái làm gì là anh vô cái đám xong nó mất hết thời gian của anh luôn. Không. Yes, yes. Đó, cho nên là khi mà mấy cái thằng mà nó xuống anh nó vô mà anh dịch câu hỏi xong, anh kêu dịch luôn cái đóng đáp án đó luôn. Chế đâu không cần thiết. Nó không cần thiết, vì anh biết thiết. Nếu mà anh nghe anh nắm được cảnh cho anh rè cái một là ra, đâu cần phải nhớ lại cái gì nữa, đúng không? Với cả nói thật với Phát là bây giờ anh đạt đến cái level là anh nhìn câu hỏi là anh biết hỏi cái gì và đáp án anh biết rồi. Chỉ có điều là dịch bài nó hơi vất vả thôi. Vâng, từ đó thì level tăng từng bậc thôi, thì dịch nhiều thì nó nhanh thôi chứ chạy đâu khỏi thôi. Bây giờ giờ là dịch được rồi. Thấy xuống không? Anh em thấy anh dịch em xuống cho anh luôn. Cái điều này, nghe là hơi vất vả thôi. Đó là ngày trước là thậm chí anh dịch cũng đâu đâu có xuông được đâu. Hết. Bây giờ là ngon lành rồi đó.
dịch là ngày xưa thì không có từ thì không dịch được. Đó. Cho nên mà anh nói cho nên là ngày xưa có ai mà kêu anh học ngữ pháp trước là không cần thiết, bởi các chữ cái chữ không có, có ngữ pháp không có chữ cũng chả làm gì được. Bây giờ anh có chữ á, anh vô anh mắm mắm vô anh gọi là anh có chữ anh rep vô đó, anh đoán ngữ cảnh dịch là được. Đúng, đúng không? Rồi. À, đó. Đúng rồi, đúng rồi. À. Chứ mà giờ anh có rành ngữ pháp mà cái chữ đó là chịu thua, bó tay. Vậy vậy. Đó Chính xác. cái là quá trình cái bộ não mình nó vận hành là gì xuống. Em thấy anh dịch em xuống ngồi thoải mái. Nó dịch được em là thấy thích rồi. À, đó vậy vậy. Đó thì cái nhiệm vụ của anh là chỉ cần mở ra cái listening đó, nghe lại giùm em, nghe nó quen nó nhanh là xong rồi. Tức là cái mà tụi mình còn nữa là cái tốc độ thôi chứ không có gì hết đó. Nhanh là xong, cái là mình dịch nhanh, mình nghe được là mình dứt điểm, mình còn có hai bước nữa làm nữa, từ là có rồi, đó vậy thôi. Từ À, có đó. Từ có rồi, hiểu rồi. À, đó à, ok đó. Còn mà muốn dịch nhanh hơn nữa là sắp tới nghe xong rồi đó em bổ túc anh thêm một cái khóa ngữ pháp nữa là như là làm rẹt 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 luôn. Đó rồi, nhưng mà trong thời gian đó thì em hơi kẹt tiền cho nên là anh tăng cường giá tiền để có được. Nhất trí thôi. Đó vậy vậy. Ok. Thì, à vâng, thì nếu mà người ta thích học một một thì em vẫn dạy, không có chê. Không có gì học, mình thích học đông em cũng dạy luôn. Vậy vậy. Ok. Okay, rồi, thôi ha. Bye bye anh. Ok, mai gặp lại nhé. Vâng, cảm ơn anh. Rồi, mai gặp lại. Bye bye.